Khán giả có tên tài khoản là Chi Linh đặt câu hỏi cho chuyên gia với nội dung như sau. Thưa chuyên gia, tôi muốn hỏi, hiện tại tôi đang nuôi gà thương phẩm và được 4,5 tháng tuổi. Thời điểm này cho gà ăn ngô hạt có được không? Và khi cho ăn ngô hạt thì có kích thích tăng cân không? Vâng ạ, xin mời chuyên gia. Thưa anh, trong quá trình chăn nuôi thì có mấy vấn đề anh cần phải lưu ý. Thứ nhất là phải làm thế nào cho gà cái tăng trọng cũng như là sinh trưởng phát triển được nhanh. Thứ hai là rút ngắn được cái thời gian nuôi. Và muốn được như vậy thì trong cái khẩu phần thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì các chất dinh dưỡng ở đây nó bao gồm là protein, lipid, tinh bột và các cái khoáng và vitamin. Thế vậy thì chỉ có ngô không mà lại ngô hạt thì không đủ chất. Bởi vì sao? Là chỉ có hàm lượng tinh bột. Và không những hàm lượng tinh bột đấy mà cái ngô hạt anh không nghiền ra thì cái độ choáng ở trong dạ dày nó nhiều hơn, cho nên là cái tỷ lệ tinh bột cho gà cũng là không đủ. Vì vậy mà nếu độc của ngô không thì sẽ không đủ điều kiện, hay nói khác là do việc sinh trưởng phát triển của đàn gà. Và tôi không hiểu là gà của anh nuôi loại giống gì mà đến 4 tháng rưỡi rồi mà vẫn còn nuôi. Như vậy thì anh cần lưu ý, mặc dù là 4 tháng rưỡi hoặc là 5 tháng tùy theo giống, nhưng ở cái giai đoạn đó vẫn phải cho ăn thức ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tất nhiên là cái số lượng mà thức ăn cho một ngày nó có thể giảm đi một chút, nhưng vẫn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng ở trong khẩu phần thức ăn. Có như vậy mới đảm bảo cho sự sinh trưởng phát triển của đàn gà. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào nó chản khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản.
Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900-6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3N VTC16.